Trời, chuẩn mà hụt hết con. Cái cháp này hồi lâu thiệt chứ. Bắn nhầm cái. Kiệt sức ra đây sớm rồi. Tám thì mấy lần mới đủ. Trời ơi, bắn luôn kìa. Vậy cũng lướt ra kìa. Đơn giản vậy. Đơn cầm mờ nó giản vậy. Hai trái chuối anh ơi, đúng rồi, hai trái luôn đó. Hai trái hết xe bèo, hết tóc biến hết gì luôn rồi. Xong năm rồi đấy. Tập ha.
Hay. Hay. Ăn cho ông miếng nữa kìa. Hay, rồi ra. Quá hay. Điểm quá hay, quá perfect. Vậy thì sao mà thua được. Chứ không gì, cứ việc lao lên chén thôi, không có việc hậu cần nữa tôi lo. Không là coi như là tướng lính đánh bộ. Tôi sẽ nít đứng xa nít kìa. Lên ăn rip xong về đâu có được. Đối xử với tôi như vậy. Sao ông lại đối xử với tôi như vậy? Vô ăn. Rút. Ừ. Trời ơi, đi nguyên cái đường đạn thành lửa luôn. Sao không chạy lên chung với mình luôn. Ba sát luôn. Đấy cái giày. Phía trong sắp có đồng hồ này. Cái gì mà chiến thuật vậy?
tôi bồi tôi kiếm cái hỗ trợ nè, không có hỗ trợ luôn. Tan vỡ thôi từ nay ân tình cũng như làn mây. Fiddinger. Chín mới đủ súng rồi. Tan vỡ khỏi tóc biến luôn. Cái lựu đạn nó dìu gốc kia ông kia, một kia đúng lẹ quá, đợi chút nữa vô vô tầm combo chung với ta đích luôn, đúng lẹ quá. Mạnh rước
đúng rồi, thả cá lên đúng rồi. Đó. Tình đã chui vô làm gì vậy? Thiếu sát thương quá hả? Có sát thương đâu mà thiếu. Xịn á. Đâu hết đạn luôn. À, tử thủ đường dưới nè. Trời ơi, lạy mẹ con đi.
dã man. Giờ phải bắt con nào nó đập 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 liên tục đó. Đi vệ sinh xả xui.
hết game này mình off thôi nha mọi người. Đó, mình off sớm xíu người đừ quá. Rồi, thì top đi à. Ra đó, bạn cực quốc rồi đi quốc anh gọi tôi trả lời. Em là tôi phải giết 30 xác. Em là phải lấy 30 xác. Thêm cái rừng là nu nu đúng không? Không có khả năng gây hại. Phát đi ra găng mà double kill hay đấy. Thôi bạn đỡ luôn, ăn cho hết luôn.
Trời ơi, quýnh gì đâu chứ vậy? Yếu thì tàn lộ ra trên người cho người ta đánh chứ không à. Mốt 36 hơn là vẫn còn gác xét. Giờ cứ farm thôi, ráng farm lên đồ đục thôi. Cùng huyết chiến tướng này dễ quá, không phải cùng huyết chiến tướng mình đang lấy là nhiệt huyết chiến đấu. Thấy cái này nhảy lên sò liền, sò liền đó. Mấy trước mặt là có quy không? Đồ mày đánh lại như vậy không? Đồ cao có chát nè, của anh thì biết sao? Đúng không là sẽ đi đâu kìa? Lá với đầu chó quá. Hai đây nhắc quá cao cao đúng không? Bắt cái gì bay lên đi, hai cái chạy rồi nha, xài đúp rồi nha, chuẩn bị đại chậu thần thánh đây, đúp tận chết rồi mình. Chết không rồi.
29 với 64. Ghé cứ rip vậy là được. Xuống vậy, hai cho ta le. Đó. Nó nhìn đồng đội chết đi. Đứng đây nhìn đồng đội chết thôi. Không có cho dịch chuyển được. Học ở đâu luôn rồi. Farm nó đã farm sướng luôn, farm tới sáng luôn. Giờ mới đây à. Quá thơm. Thôi về đi. Rồi, ăn luôn con rồng quá đã. Có thể vậy được.
lát thiết đỏ lát thiết cho tôi. Đau rồi, tốc độ đánh đúng không? Giờ tôi đi đâu tôi farm đây, xuống dưới à? Tại vì phiêu ra tay le rồi nó phải quay lại khô máu rồi. Sao tan vỡ vậy? Sao tiên tan vỡ vậy? Xì lô buồn chứ. Ôi, nó đồng. Cái lù đang quên đem thằng mắt trong người để nhảy. Họ nó không chết kìa. Úp siêu cho đúng rồi. Hay. Không có mắc cho mình ta le luôn.
dày nó cứ đù đù sao ta. Đạn sao tí nó te tu vậy? Vậy nó đó, thằng đó là tiền không đó. Chủ bắn kìa, đứa này mà còn bị chủ bắn nữa kìa. Bán trà của mình còn mua này nữa. Máu nó nhiều quá vậy. Ồ, nó chạy như ngựa. Ngựa cũng không chạy bằng con nu nu. Đạn bắt đầu nhìn mình vô vô dục dụng như vậy. Rồi nó đâu? Ừ. Có chuối liền. One hit luôn. One hit không chết. Kỳ vậy. Đi chung với team là bắt đầu đuối đuối rồi.
thiệt luôn hả? Tôi luôn để lòi cô đơn độc thân vui tính. Sai rồi. Sai rồi mấy anh ơi. Rồi nó quy có hai cái à, cái gì thằng trưởng này, một bách đột phát chết bằng gì ý chỉ hả? Không thể tin được. Từ xanh thành mấy nhầy luôn rồi. Ủa nó mạnh quá.
đánh nhau tụi nó chấp cái con phiêu ra. Rồi, đứng ăn miễn chai không vô đem máu. What the fuck? Thua được ta, nếu tao đang bàn long coi như là game thành 4-5 rồi, tao nó sai vậy, sai vậy. Đạn chừng nữa hả? Không kịp rồi. Để nói trước rồi, lại nói chừng cuối là mình off rồi. Cũng đuối rồi. Cái này người nó cứ đuối một bệt cái giờ này. Phút nữa mình off luôn. Chính xuống Cần Thơ dẫn anh đi ba, tôi biết có cái quán bar này cho bánh kiều. Bánh kiều có quán bar như 18 đúng không? Anh chuyển giờ stream lên sớm hơn cho nó mệt. Giờ tôi giờ này rồi, giờ tôi tầm 11 thì trở đi. Có chứ, ngày nào cũng kêu tầm độ tầm 11 thì nhớ đi. Oh.
rồi, cái ba nào là đúng rồi, V18 ngay 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 bến Ninh Kiều. Tôi biết cái mình cái chỗ đó tại vì có lần xuống rồi, ngay bến Ninh Kiều. Thôi mình off luôn đây, chúc mọi người coi đá banh vui vẻ. Coi đá banh thì có thể qua bên room của anh chị coi phim. Bye bye on. Bye. Alo em mua game mà muốn làm game thủ chuyên nghiệp phải làm sao hả? Thì ông phải cố gắng rồi sau đó bạn tham gia những cái giải nhỏ nhỏ rồi, hoặc còn không thì mình cứ đập đơn vào cái team đang tham dự hiện giờ đó, thì team nào bạn vào được team thì bạn vào.